Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục điểm tin 24 giờ của chúng tôi. Hy vọng quý vị sẽ có được những thông tin thật hữu ích. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin chi tiết. Sốc trước thông tin Lý Liên Kiệt qua đời ở tuổi 57. Thông tin này lập tức thu hút sự chú ý của công chúng, đa số đều không tin đây là sự thật. Ngày 28 tháng 12, truyền thông Hoa ngữ đưa tin về việc tờ cáo phó thông báo rằng Lý Liên Kiệt đã qua đời vào lúc 11 giờ sáng ngày 26 tháng 12 vừa qua, hưởng thọ 53 tuổi. Thông tin này ngay lập tức nhận được sự chú ý từ cộng đồng mạng. Cụ thể, thông tin trên được lan truyền trên mạng xã hội Twitter qua một fanpage nhỏ. Fanpage không những đăng hình ảnh cao phó mà còn chia sẻ dòng trạng thái với nội dung Lý Liên Kiệt, 57 tuổi, sinh ra tại Bắc Kinh vào ngày 26 tháng 4 năm 1963 và qua đời không rõ lý do vào lúc 11 giờ sáng 26 tháng 12 năm 2020. Chúng tôi sẽ luôn nhớ và không bao giờ quên anh ấy. Phóng viên đã kiểm tra fanpage này vào ngày 27 tháng 12 và phát hiện ra rằng trong vòng chưa đầy một ngày, số lượng người hâm mộ trong nhóm fanpage đã vượt quá 1 triệu người. Vì có quá nhiều tin tức nên nó cũng thu hút sự chú ý của giới truyền thông quốc tế. Sau khi kiểm tra, người ta phát hiện ra rằng Lý Liên Kiệt vẫn còn sống khỏe mạnh. Đây không phải là lần đầu Lý Liên Kiệt vướng vào tin đồn qua đời. Trước Lý Liên Kiệt, Thành Long cũng vướng phải tin đồn thất thiệt này.